Ủa? Chạy hổ. Thanh niên ngồi không tưởng tưởng lao hết các bạn ạ. Quái bay chạy ạ. Chạy hổ, tím đã có hết đấy. Biết ngay rồi. Lao đoán được ý cái thằng ấy nó nói gì luôn các bạn. Ôi trời sao mình giỏi thế nhỉ? Muốn bướm này thì lại mất bướm kia, mà muốn bướm kia mất bướm bướm kia. Đấy, rồi, game này Lao. Lao quất con này là đó cho. Cái lỗi của Lao ngày xưa sống rất là vội nhá. Ngày xưa mùa 2, mùa 3 là sống rất vội. Nhưng mà từ khi đánh ra trận đấu ở cái mùa này nó quen đấy các bạn. Đánh rất là chậm. Mà đánh kèo đánh là bắt buộc chúng ta phải đánh vội, phải sánh. Đều thế là cảnh tí, nhưng mà Lao chơi game không quen sánh đâu. Lao không quen sánh sánh game đâu. Đấy, cho nên nhiều người đấy. Rồi cảm ơn anh Thẳng Khánh nhá. Em cảm ơn anh Thẳng Khánh nhiều ạ. Cái con này farm nhánh các bạn này. Các bạn xem nhá. 3, 3 giây, 4 giây, 5, 5 giây. Tầm 8, 8 đến 9 giây là farm được một con lính. Để mình coi ra rừng cái con này tầm 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 phút thì mấy nhá. Tầm khoảng 53 giây là ra. Ủa, lao đoán chuẩn chứ, 53 giây. 53 giây thì nó nhanh hơn cả thằng Nagaroth. Nó farm nhanh hơn cả thằng Nagaroth. 1 phút là có thể là quất được cái con búa đỏ đó. Một phút tầm khoảng một phút 20 giây là có thể ra được. Chơi được các bạn ơi. Quen ngay quen ngay quen ngay. Chúng ta chơi, chúng ta để bướm. Oh god. Anh đây chơi được. Qua wow, bắn kia. Rồi khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Ôi, đổi chó thật đi. Đấy. Ôi ghê chưa? Quét rồi đấy, Lao quét con này rồi đấy. Cảm giác quét quét tay đấy các bạn. Cảm giác quét tay cái con này rồi đấy. Màu khá dày nhưng mà cái lượng đá nó mạnh vãi chay ạ. Ngủ không ơi, chơi chơi lắm bạn đấy. Dẫm băng ôi mẹ này bây giờ thì nó làm sao mà sống sót được. Rồi thằng này mất chưa bà nhá. Chạy hổ. Thanh niên ngồi không tưởng tưởng lao hết các bạn ạ. Quái bay chạy ạ. Chạy hổ, tím đã có hết đấy. Biết ngay rồi. Lao đoán được ý cái thằng ấy nó nói gì luôn các bạn. Ôi trời sao mình giỏi thế nhỉ. Đấy rồi. Rồi tim đã có hack rồi kìa các bạn kia. Kiểu là lao là giả vờ hack để xin lưng các bạn. Để đâu để đâu để đâu. Rồi tí nữa lao mà fit các bạn nhá. Lao mà chỉ cần fit vai mảng nhá. Chỉ cần fit vai mảng rồi bắt đầu là bị chửi vãi chay ạ. Tiếp các thanh niên này đúng là cái khét nhá. Gáy khét. Là biết ngay là kiểu là gơ gơ đi là team đã có hack mà đúng là ý như răng luôn ạ. Cái con này các bạn ông lên trên giáp hả? Theo Lao cũng... Theo Lao thấy cùng nên lên trên giáp các bạn.
Bởi vì cái con này làm gì có cái lường đám chiến giáp đâu. Từ bình tĩnh các bạn. À, cái tiếng con la đang bị đẩy lấy các bạn nhé. Thôi la fit game này nó chửi rồi đấy. Đáng hình tưởng hack đẹp vãi chay ạ. Thật á. Cái hình tưởng của lao nó đang nghỉ là mình đang hack nó sướng. Bây giờ mà lao fit chụp màng cái nó kiểu thất vọng các bạn. Nó đấm đá kiểu nó chửi lấy lao các bạn. Có đây đánh sướng các bạn nhé. Chẳng lẽ sáng nay lao lại áo túi con e lắm đó này à. Tinh linh tinh 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 tinh. Trời ơi mạnh chưa? Các bạn thấy mạnh chưa? Con này nó đánh. Ờ. Mẹ con bướm nó bay đụng. Rồi khốn nạn. Đâu? Chà thật đi. Trù nó bắn la luôn các bạn kìa. À, túng bướm nó giật bướm thì nó sẽ đánh nhanh hai cái. Ôi, quá lao làm gần làm cái phá hay kìa. Tới một ôi cái phá này mà không có 4 thằng thì lao phải cấn được 3 thằng cái phá đấy ạ. Có cái lượng đám nó có một tí cái thằng ba đúng ạ, một tí 114 máu ạ. Không có ba đúng thì lao cấn nó chết luôn ạ. Quá đau. Quá tiếc các bạn. Cái phá này tiếc quá nhỉ. Ngủ không? Cấn 4. Hay! Hay! Ôi dồi. Rồi, lao rồi, chúng lao hiểu cái combo này rồi. Lao hiểu cái combo cái con này. Mạnh nhỉ. Trời các bạn. Mẹ cái nắp kìa. Hút màu rồi đó. Hút màu rồi đó các bạn. Hay quá. Để lao làm cái pha đẹp đẹp các bạn nhé. Rất là để cho lao là xin chúc tất cả các bạn có buổi trưa thật vui vẻ nhé. Lao kiểu đánh ở đâu lao chỉ đáo đánh xuống đi được nhá. Bạn nào mà muốn thua cùng lao thì chúng ta chơi nhá. Chứ lao không có kiểu đánh ở đâu. Lao thì ga lắm. Rồi win nhanh kìa. Đấy bạn nào mà muốn đáo đánh thì có thể chơi chúng mình lao nhá. Nói một lần nữa cho Lan là xin chúc tất cả các bạn có buổi trưa thật vui vẻ nhé.